Thưa quý vị, Quyền Châu Đức là địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc Châu Ro, dân tộc được xem là dân tộc bản địa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với gần 4.500 người. Do vậy, tại Quyền Châu Đức, các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Châu Ro được tổ chức thường xuyên và quy mô. Kể về những hoạt động này, không thể không nhắc đến lễ hội Tạ ơn Thần Lúa, một trong những lễ hội quan trọng của đồng bào Châu Ro. Khác với các dân tộc anh em ở Tây Nguyên và Nam Trường Sơn, gọi đấng thần linh là vàng, người Châu Ro gọi các đấng thần linh là giang, tiếng Kinh gọi là nhang hoặc thần. Lễ cúng thần lúa vì vậy còn có một tên gọi khác là lễ cúng danh va. Câu chuyện đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về lễ cúng này. Từ ngàn xưa, đồng bào Châu Ro đã quen đốt nương làm rẫy, sống cuộc sống du canh du cư là chính. Vậy nên tín ngưỡng tâm linh của dân tộc Châu Ro là tín ngưỡng thờ thần lúa Yanva và thần rừng Yanpri, những vị thần phù hộ cho đồng bào Châu Ro có được cơm ăn áo mặc, cuộc sống ấm no hạnh phúc mùa màng bội thu. Theo tập tục của đồng bào Châu Ro, lễ cúng thần rừng thì được tổ chức mỗi 3 năm một lần, còn cúng thần lúa thì được tổ chức hàng năm. Để tỏ lòng tôn kính thần lúa, cứ đến mùa trăng sáng, khi mùa màng đã thu hoạch xong, cây rừng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thì người Châu Ro lại tổ chức lễ hội Yanva, vị thần đã cho họ những bông lúa trĩu nặng vụ mùa tốt tươi. Lễ vật dân cúng được dâng lên cúng nhang lúa bao giờ cũng phải đủ các món như thịt heo, thịt gà, cơm lam, bánh cặp, mía, rượu và không thể thiếu các bông lúa nhiều hạt. Lễ vật cúng danh va được đặt tại ba nơi gồm bàn thờ trong nhà lớn, tại kho lúa, ngoài kho lúa dưới gốc cây to nhất. Già làng cùng những người uy tín tạ ơn thần lúa bằng tiếng Châu Ro, cầu cho cuộc sống may nhiều rồi ít vụ mùa tốt tươi. Tổ chức cái lễ hội dân va này thì bà con hưởng ứng rất là nhiệt tình. Khi mà nghe được tổ chức thì bà con là tập trung lên nhà văn hóa để cùng ngâm nếp, gói bánh, rồi nấu bánh. Đó thì để phục vụ cho lễ hội nên bà con rất là háo hức và phấn khởi. Người phụ nữ có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc Châu Ro được chọn đứng ra thực hiện nghi thức dân lễ vật và khấn thỉnh nhang lúa, thỉnh ông bà tổ tiên, chứng cho tấm lòng thành kính của đồng bào mà phù hộ cho nương rẫy không bị mất mùa, cho mưa thuận gió hòa, bà con khỏe mạnh không bị ốm đau. Là tôi thì cũng lớn tuổi rồi đó, thì bây giờ thì cô mong muốn cho thế hệ sau này đó làm sao mà cho nó làm là nối lại là cái truyền thống của ông bà tổ tiên hồi xưa kia để lại. Tôi nói với chúng nói có con mà có đi đâu xa xôi làm ăn á, thì cũng nhớ cái ngày lễ hội để về cùng chung vui với ở làng để mà cúng dân vi dân ba của mình. Lễ cúng nhang lúa là một ngày vui của đồng bào Châu Ro. Người già thì hồi tưởng lại những mùa cúng nhang thời son trẻ, còn người trẻ thì háo hức mong chờ được chứng kiến, được tiếp nối những giá trị đậm bản sắc của dân tộc mình. Không riêng gì bản thân tôi, cũng như là đồng bào, rất là vui mừng phấn khởi nhân dịp này là đồng bào biết thêm về bản sắc của người Châu Ro mình, như là lễ cúng, rồi qua đó là để đồng bào chúng ta là gắn kết hơn. Sau nghi thức lễ là phần hội, chiều buông đêm xuống quanh đống lửa, trong thanh âm cồng chiêng rộn rã, đồng bào dân tộc lại cùng nhau múa những điệu múa truyền thống. Đêm khuya lửa tàn, đó mới là lúc kết thúc lễ hội danh va. Sống xen lẫn với cộng đồng người Kinh, sinh hoạt và tập tục của cộng đồng đồng bào dân tộc Châu Ro đã ít nhiều thay đổi. Do vậy, việc gìn giữ những lễ hội mang bản sắc riêng như thế này không chỉ là mong mỏi của đồng bào dân tộc Châu Ro mà còn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương. Huyện sẽ thường xuyên tổ chức cùng với bà con để làm thế nào mà những lễ hội này nó gắn liền với cái đời sống của bà con, để giúp cho bà con giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc của bà con, và cũng đề nghị với các sở ngành chức năng của tỉnh sẽ tạo điều kiện để kết nối các cái tour du lịch của du khách đến với nhà văn hóa dân tộc Bầu Chinh. Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đó cũng chính là cách để huyện Châu Đức thực hiện mục tiêu đa dạng hóa di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tại địa phương và tạo nền tảng để huyện thực hiện định hướng phát triển du lịch kết hợp yếu tố văn hóa trên địa bàn.